salon ship. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện xin phép được bắt đầu. Hôm nay sẽ là cuộc so tài của hai đội, đội Biển Xanh, các thành viên đến từ Học viện Cetang PSB, họ đều thích ca nhạc, yêu các chương trình giải trí và nhất là các chương trình game show. Và đội Ngày Mới, các thành viên đến từ báo Sài Gòn Giải Phóng, sở thích của cả đội là xem phim, mua sắm, nghe nhạc, công việc họ rất muốn được làm cùng nhau là cùng chơi chung sức. Và người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Chào quý khán giả của màn ảnh nhỏ HTV. Thân mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tại trường quay Maximax Cộng Hòa. Hôm nay chương trình Chung sức qua Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây sẽ mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc thi đấu hào hứng giữa hai đội Biển Xanh và Ngày Mới. Trước khi bốn vòng thi đấu giữa hai đội diễn ra, xin mời quý vị và các bạn làm quen với từng đội. Chào đội Biển Xanh. Chào anh Tạ Minh Tâm. Mời các bạn hãy giới thiệu về đội của mình với khán giả. Đội Biển Xanh xin chào quý vị khán giả. Mình là đội trưởng, mình tên là Trúc Ly. Đội Biển Xanh cũng rất yêu các chương trình ca nhạc, yêu các chương trình giải trí, nhất là các chương trình chung sức. Và đây là thành viên tiếp theo. Mình là Mỹ Lan, là thành viên thứ hai của nhóm ạ. Sở thích của mình là xem phim, nghe nhạc và được đi du lịch ạ. Ước mơ sau này của mình là được vòng quanh thế giới. Biển Xanh đến với cuộc chơi ngày hôm nay chủ yếu là để cùng chơi, cùng vui và cùng chiến thắng. Mời thành viên thứ ba giới thiệu. Xin chào quý vị khán giả và xin chào anh Tạ Minh Tâm. Mình tên Ngọc Yến, là thành viên thứ ba của nhóm Biển Xanh. Hôm nay mình rất vui vì được tham gia trò chơi chung sức và được gặp gỡ giao lưu trực tiếp với anh Tạ Minh Tâm. Mình mong muốn được sự ủng hộ của khán giả và các bạn cùng chơi ngày hôm nay. Và sau đây là thành viên thứ tư của nhóm mình. Xin chào các bạn, mình là thành viên cuối cùng, mình tên Thúy Phương. Mình rất vui được tham gia chương trình chung sức, được đến đây giao lưu với các bạn và anh Tạ Minh Tâm. Rất mong được sự cổ vũ của các bạn dành cho cả hai đội chơi. Chúng ta cùng chúc đội Biển Xanh ghi thật nhiều điểm trong trò chơi hôm nay. Và xin mời quý vị và các bạn làm quen với đội Ngày Mới. Chào đội Ngày Mới. Chào các bạn. Xin mời các bạn. Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón. Ngày Mới xin kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là Lê Thị Minh Nguyệt, là đội trưởng của nhóm. Đội của chúng tôi lấy tên là Ngày Mới với mong ước là mỗi một ngày, bắt đầu một ngày thì mỗi người chúng ta sẽ có một niềm sức sống mới, một niềm vui mới để bắt đầu cho công việc của mỗi con người. Và chúng tôi đến tham dự chương trình này với hy vọng là đem lại những phút giây thư giãn cho quý vị khán giả. Tôi và cũng như các thành viên trong đội rất mong và thực sự tin rằng chúng tôi sẽ bước vào vòng đặc biệt cùng với anh Tạ Minh Tâm. Dạ, xin cảm ơn và đây là thành viên thứ hai của đội. Tôi tên Bích Ngọc, là thành viên thứ hai của đội. Tôi rất thích được tham gia chương trình chung sức của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mong muốn của tôi cũng như đội chơi của chúng tôi ngày hôm nay là nhận được giải cao nhất của chương trình. Còn đây là thành viên thứ ba của đội. Xin kính chào quý vị khán giả, tôi tên là Quỳnh Mai. Tôi đến với game show này với mong muốn là mình sẽ có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Và biết đâu khi kết thúc cuộc chơi, tôi nhận ra rằng là phản ứng nhanh lẹ của mình vẫn còn là như xưa. Và đây là thành viên cuối cùng của đội. Tôi tên là Thu Trang. Chúng tôi đến với cuộc thi này với tinh thần giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đồng nghiệp và mong ước là mang đến cho tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, thú vị. Rất mong nhận được sự. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi vòng 2 của trò chơi chung sức. Thành viên thứ ba của hai đội sẵn sàng. Xin mời. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc mừng bạn. Chỉ có một câu hỏi trong vòng này và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 8 đáp án là chờ các bạn. Đó là 8 ý kiến của nhiều người. Và số điểm
của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Mời hai bạn giành lấy quyền của tiên. Theo quan sát của bạn, loài hoa nào thường được đưa vào tranh vẽ nhất? Thưa anh, đó là hoa lan. Hoa lan. Còn hoa gì nữa bạn? Em nghĩ hoa mà thường được đưa vào tranh vẽ nhất là hoa mai ạ. Hoa mai. Mời hai bạn trở về vị trí. Đội biển xanh đã giành được quyền ưu tiên. Bạn thấy là loài hoa nào thường được đưa vào tranh vẽ? Dạ, em nghĩ là hoa cúc ạ. Hoa cúc. Còn hoa gì nữa đội trưởng? Loài hoa nào thường được đưa vào tranh vẽ làm đề tài của các họa sĩ vẽ tranh? Dạ, theo em nghĩ là hoa huệ. Hoa huệ. Mời bạn Mỹ Lan. Dạ, theo em nghĩ đó là hoa hồng ạ. Hoa hồng. Đó là đáp án có số điểm cao nhất như các bạn thấy. Mời bạn Ngọc Yến. Thế anh, đó là hoa đào. Hoa đào. Thôi, ngày mới hội ý. Loài hoa nào thường được đưa vào tranh vẽ? Dạ, em nghĩ là hoa hướng dương ạ. Hoa hướng dương. Còn hoa gì nữa đội trưởng? Loài hoa nào thường được đưa vào tranh vẽ? Dạ, theo em nghĩ là hoa sen ạ. Hoa sen. Không đến nỗi khó đâu phải không các bạn? Các bạn hơi lúng túng. Tìm ra nhanh một đáp án nữa nào. Loài hoa nào thường được đưa vào tranh vẽ? Dạ, theo em nghĩ đó là hoa mẫu đơn ạ. Hoa mẫu đơn. Mời đổi ngày mới. Các bạn có đáp án chưa? Mời bạn cho biết ý kiến của bạn trong khi bàn luận, bạn chọn loài hoa nào? Loài hoa nào mà thường được đưa vào tranh vẽ, xuất hiện trong các tranh vẽ? Hoa, hoa thực dược, còn bạn nghĩ là hoa gì? Theo em nghĩ là... Bạn có xem tranh thường không? Xem tranh vẽ bạn? Dạ, em nghĩ là hoa tulip ạ. Hoa tulip? Đội trưởng? Dạ, đội em quyết định là hoa tulip ạ. Đội các bạn quyết định là hoa tulip, một loài hoa mà trở thành đề tài của nhiều họa sĩ. Có nghĩa là nó thường xuất hiện trong các tranh vẽ. Hoa tulip. 97 điểm thuộc về đội ngày mới. Xin mời quý vị và các bạn, như là đội biển xanh, chúng ta xem đáp án trên bảng còn lại. Đó là loài hoa nào? Loài hoa là đề tài của các tranh vẽ. Một loài hoa thường được đưa vào các tranh vẽ nhất đó là đáp án thứ 8. Thưa quý vị, như chúng ta thấy, sau vòng thứ 2, đội biển xanh vẫn chưa ghi được điểm và dẫn trước là ngày mới 294 điểm. Thưa quý vị và các bạn, đây là vòng đặc biệt của trò chơi chung sức. Xin mời hai thành viên của đội ngày mới. Các bạn sẽ giành được giải thưởng 10 triệu đồng của vòng này nếu các bạn trả lời tốt 5 câu hỏi. Nghĩa là các bạn phải đạt được 200 điểm trở lên. Cho tôi biết ai là người trả lời trước. Em ạ. Mời bạn vào trong chờ đợi. Bạn hãy sẵn sàng trả lời 5 câu hỏi này trong 20 giây. Và bạn cố gắng tận dụng tốt 20 giây. Bạn có quyền nói bỏ qua khi gặp một câu hỏi khó. Tôi sẽ tự động đọc lại câu hỏi đó nếu thời gian còn cho phép. Và đồng đội của bạn đang chờ bên trong sẽ không nghe được những gì bạn trả lời ngoài này. Đấy là luật của vòng này. Xin mời bạn tập trung để trả lời. 20 giây của bạn sẽ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Vì vậy bạn bình tĩnh. Tôi sẽ đọc chậm câu hỏi thứ nhất để bạn có cơ hội ghi điểm câu này nhé. Sau câu này mới là tính thời gian. Hãy kể công việc trong một ekip làm phim mà bạn biết. Đạo diễn. Kể tên một phương pháp phòng chống cháy nổ mà bạn biết. Mình oxy, mình người ta thì gọi đến tổng đài 1080 để làm gì? Để hỏi số điện thoại. Hãy nêu những từ để diễn tả cảm xúc mà chúng ta hay nói nhất. Trong phim hành động, theo bạn nhân vật anh hùng thường có đặc điểm gì về tính cách? Can đảm. Bạn đã trả lời xong 5 câu hỏi và bây giờ chúng ta quay lại để biết bạn ghi được bao nhiêu điểm. Xin mời bạn. Chúng ta cùng xem bạn ghi được bao nhiêu điểm trong từng câu hỏi và tổng cộng như thế nào. Câu thứ nhất, hãy kể một công việc trong ekip làm phim mà bạn biết. Bạn trả lời là đạo diễn và khảo sát. 14 điểm.
Câu thứ hai, kể tên một phương pháp phòng chống cháy nổ mà bạn biết, bạn nói là bình CO2. Bình CO2 là bình chữa cháy. Khảo sát 37 điểm. Chúc mừng bạn, điểm rất cao. Câu thứ ba, người ta thường gọi đến tổng đài 1080 để làm gì? Bạn nói là gọi đến để hỏi số điện thoại. Câu này nghe hay và có lẽ cũng điểm cao. Khảo sát 20 điểm, chúc mừng bạn. Câu thứ tư, hãy nêu những từ để diễn tả cảm xúc mà chúng ta hay nói nhất. Bạn nói đó là từ. Và điểm. Câu thứ năm, trong phim hành động, theo bạn, nhân vật hình ảnh anh hùng thường có đặc điểm gì về tính cách? Bạn nói là can đảm. Điểm. Chúc mừng bạn, đây là điểm rất cao. Bạn có 100 điểm, khá cao. Khá cao, được phần nửa rồi, chúc mừng bạn. Mời bạn trở về vị trí. Xin mời thành viên thứ hai. Chào bạn. Bạn cảm thấy thế nào? Tự tin chứ? Dạ, tự tin ạ. Sẵn sàng trả lời lại 5 câu hỏi mà tôi đã hỏi đồng đội của bạn. Thời gian dành cho bạn là 25 giây với một yêu cầu là bạn không được trả lời trùng ý bất kỳ đáp án nào với đồng đội của bạn. Khi bạn trả lời trùng ý một đáp án nào đó thì bạn sẽ bị nhắc nhở bằng tín hiệu này. Đấy là tín hiệu báo rằng đáp án của bạn không được chấp nhận. Một là bạn phải thay đổi nhanh đáp án khác. Hai là bạn nói cho qua. Bạn có quyền như thế. Và tôi sẽ tự động đọc lại câu hỏi đó nếu thời gian còn cho phép. Bạn nhìn về phía trước, tập trung trả lời nhé. Yeah. 25 giây của bạn sẽ bắt đầu, chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Vì vậy bạn bình tĩnh, tôi sẽ đọc chậm câu hỏi thứ nhất để bạn có cơ hội ghi điểm câu này. Hãy kể công việc trong một ekip làm phim mà bạn biết. Dạ, yeah, đạo diễn ạ. Quay phim. Kể một phương pháp phòng chống cháy nổ mà bạn biết. Có phòng mà bình chữa cháy. Xịt máy xịt nước. Người ta thường gọi đến tổng đài 1080 để làm gì? Để hỏi số điện thoại, địa chỉ. Để hỏi thông tin về sức khỏe. Hãy nêu những từ để diễn tả cảm xúc mà chúng ta hay nói nhé. Hết thời gian dành cho bạn. Rất tiếc là bạn không tận dụng hết thời gian. Bạn đã để lỡ rất nhiều thời gian và bạn trả lời được 3 câu hỏi. Tuy nhiên bây giờ chúng ta quay qua để chúng ta biết được bạn ghi được bao nhiêu điểm và kết quả như thế nào. Xin mời bạn. Đồng đội của bạn đã rất là khá, 100 điểm, đó là số điểm rất cao, khá cao. Phần còn lại của bạn là 100 điểm. Nếu bạn trả lời tốt 3 câu này mà bạn được điểm tối đa thì cũng còn hy vọng. Và chúng ta xem. Câu thứ nhất, hãy kể một công việc trong ekip làm phim mà bạn biết thì bạn nói là quay phim và khảo sát. Đó là đáp án có số điểm cao nhất. Chúc mừng bạn. Câu thứ hai, kể tên một phương pháp phòng chống cháy nổ mà bạn biết. Bạn trả lời là xịt nước. Phương pháp xịt nước cho nó tắt lửa. Và bao nhiêu người đồng ý với bạn? Không phải. Ở câu này, đồng đội của bạn đã ghi được số điểm cao nhất. Đó là cần trang bị bình CO2, 37 điểm. Câu thứ ba, người ta thường gọi đến tổng đài 1080 để làm gì? Bạn trả lời là hỏi thông tin sức khỏe và khảo sát. 6 điểm, có 6 người đồng ý với bạn. Ở câu hỏi này có 31 người trả lời là để tìm địa chỉ. Câu thứ tư, hãy nêu những từ để diễn tả cảm xúc mà chúng ta hay nói nhất. Bạn nói là ở câu này bạn trả lời không kịp thời gian. Đối với câu thứ tư, tuy hai bạn không có điểm nào nhưng mà các bạn cũng cần biết là người ta nghĩ gì về câu này. Có 35 người trả lời là cái từ để diễn tả cảm xúc là vui quá, vui vẻ. Từ vui quá vui vẻ, đấy là 35 người, 35 điểm. Và câu thứ năm, trong phim hành động theo bạn, nhân vật anh hùng thường có những đặc điểm gì về tính cách thì bạn trả lời không kịp thời gian. Bạn không có điểm. Trong câu này đồng đội của bạn đã ghi được số điểm cao nhất, đó là can đảm. Nhân vật anh hùng trong phim thường can đảm. Hai bạn ghi được 136 điểm, còn 64 điểm nữa mới chiến thắng và chúng ta kết thúc chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện chúc mừng này xin được phép kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Cảm ơn Pepsi đã cùng chung sức với chúng tôi. Hẹn gặp lại 8 giờ tối thứ ba tuần sau.
những bộ phim hấp dẫn ấn tượng. Chương trình giáo dục bổ ích. Chương trình thiếu nhi vui nhộn. Chương trình ca nhạc đầy màu sắc. Hiện có bán tại cửa hàng trung tâm dịch vụ truyền hình Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 27-29 Quỳnh Thúc Kháng, quận 1, điện thoại 914-7538. Thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Number One hân hạnh mang đến chương trình này. Nắm giữ mọi khoảnh khắc bạn cười. Với tính năng nhận diện nụ cười My Sister độc đáo, máy chụp ảnh Cybershot T70 và T200 của Sony. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình truyền hình thực tế Chinh phục đỉnh Everest, tinh thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Trạm Barafu là trạm dừng chân cuối cùng trước khi đến đỉnh Uhuru, đỉnh cao nhất của núi Kilimanjaro. Những cơn gió mạnh rét buốt, con đường ngoằn ngoèo quanh co dài thăm thẳm đã làm sức lực của đoàn leo núi Việt Nam gần như cạn kiệt. Giờ J đã đến và họ đã làm gì để chuẩn bị chinh phục đỉnh Kilimanjaro, nóc nhà của châu Phi? Xin mời các bạn cùng tiếp tục đồng hành và theo dõi chương trình. Cuộc chinh phục đỉnh Kilimanjaro là một bài tập cho các vận động viên leo núi Việt Nam rèn luyện khả năng chịu đựng của cơ thể trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, làm quen dần với độ cao và cái lạnh trước khi chinh phục đỉnh Everest. Trên đỉnh Uhuru ở độ cao 5.985m so với mực nước biển, nhiệt độ xuống mức âm 15 độ C. Theo những người tham gia trong đoàn leo núi Việt Nam, tất cả nước uống mang theo đều bị đóng băng. Cả đoàn phải đối đầu với cái lạnh tê người, với sự mệt mỏi kiệt quệ và với cơn khát khô cháy cổ họng. Đã từng có câu hỏi đặt ra rằng tại sao không đốt lửa để sưởi ấm cơ thể và làm nước hết đóng băng để uống? Câu trả lời là ở độ cao trên 5.000m, áp suất không khí rất thấp, thiếu oxy, và nếu đốt lửa là đồng nghĩa với việc tiêu hủy hết lượng oxy ít ỏi trong không khí, đồng thời sinh ra nhiều khí carbon, càng gây khó thở hơn. Đúng 18 giờ, sau khi nghỉ ngơi được khoảng 4 tiếng đồng hồ, đoàn leo núi Việt Nam được hướng dẫn Bruce gọi dậy để ăn tối. Và cũng trong lúc này, bên nhau, chúng tôi cảm được cái sự khắc nghiệt của chặng đường cuối này. Mặc dù đây là thời khắc tất cả mọi người chờ đợi từ rất lâu, nhưng chúng tôi đã phải đi đến thống nhất rằng những người cảm thấy không chắc chắn về sức khỏe sẽ ở lại trại Barafu. Chúng ta vừa phải chinh phục thành công ngọn núi, vừa phải bảo đảm an toàn cho cả đoàn.
và danh sách cuối cùng lên núi chỉ có 19 trên 23 thành viên. 4 thành viên còn lại vì lý do sức khỏe đã không thể tiếp tục hành trình. Theo Bruce và Victor, hai hướng dẫn viên tận tình của chúng ta, đây là chặng đường khó khăn nhất trong tất cả những chặng đường mà những ngày qua đoàn leo núi Việt Nam đã nếm trải. Vách núi hôm nay sẽ rất cao, nhiệt độ có khả năng dưới âm 10 độ C và gió thì rất mạnh. Lúc này, Bruce cũng đã nhắc lại những gì anh từng hướng dẫn rất kỹ cho các vận động viên, cần phải mặc trang phục đủ ấm. Tuy nhiên, không nên mặc quá nhiều đồ, sẽ không thoát được mồ hôi và thấm ngược lại cơ thể, sẽ rất nguy hiểm khi ở trên đỉnh Uhuru lạnh giá. Khi cần phải dùng thuốc đặc chủng Diamox để giảm thiểu ảnh hưởng của hội chứng độ cao. Nước uống có giới hạn, nên mọi người cần phải sử dụng dè sẻn và đúng thời điểm. Những thanh sô-cô-la sẽ giúp chúng ta có được năng lượng tức thời. Vì vậy, các vận động viên phải chuẩn bị sô-cô-la trong hành trang của mình. Bước đi cũng rất quan trọng, phải giữ mạch và bước thật chậm rãi, hơi thở đều đặn. Vì đường lên đỉnh rất dài, độ dốc rất cao, thêm vào đó là khí hậu khắc nghiệt, các vận động viên leo núi Việt Nam từng phân bổ sức lực hợp lý để lên đến đỉnh và đi xuống an toàn. 20 giờ, sau khi kết thúc buổi ăn tối, chúng tôi có thêm được hơn 3 tiếng để chuẩn bị hành trang và nghỉ ngơi. Hầu như ai cũng thao thức, phần lo lắng, phần hồi hộp, phần nhiệt độ đang xuống rất thấp, âm 7 độ C. 22 giờ 30, những tiếng gọi nhau ý ới đánh thức cả đoàn dậy lên đường. Đoàn leo núi Việt Nam đã có những giây phút bên nhau cùng cầu nguyện dưới lá cờ tổ quốc, dưới núi non linh thiêng trong cái giá lạnh đến cống người tại trạm Parafu. Tôi là Nguyễn Văn Vũ, 46 tuổi, là thành viên lớn tuổi nhất trong số những người Việt tham gia chương trình truyền hình thực tế thể thao chinh phục đỉnh Everest 2008. Ở trong thời điểm quyết định này, hướng về tổ tiên người Việt. Chúng tôi mong rằng tổ tiên vong linh của người Việt với lịch sử hào hùng hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, ở vào thời điểm này trên đất châu Phi, chúng tôi những người Việt Nam ước mong tổ tiên sẽ truyền cho chúng tôi sức mạnh không bao giờ lùi bước trước khó khăn, và chúng tôi mong toàn đội sẽ thể hiện quyết tâm của người Việt Nam, chứng tỏ cho các dân tộc trên thế giới biết rằng mặc dù những người Việt Nam còn nhiều khó khăn về nhiều phương diện, nhưng chúng ta có một quyết tâm có thể chiến thắng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tinh thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Những người ở lại ôm thật chặt người lên đường, gửi gắm niềm tin. Cố lên nhé, hãy chinh phục nóc nhà châu Phi. 23 giờ, với đèn trên trán, gậy trên tay, hành trang đã sẵn sàng. Chúng tôi bước đi cùng bóng đêm, hừng hực trong tim ánh quang của ngày chinh phục. Tinh thần Việt Nam hòa cùng thế giới, number one, hân hạnh mang đến chương trình này. Thưa các bạn, bất kỳ ngọn núi nào cũng có phần hồn linh thiêng. Nếu chúng ta tôn trọng và luôn hướng về nó bằng cả một trái tim, thì hồn núi cũng yêu quý và tôn trọng bạn như vậy. Đó là một câu nói của người dân địa phương. Sự có mặt của đoàn leo núi Việt Nam tại đỉnh núi Kilimanjaro này, với trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ quyết tâm chinh phục và dương cao lá cờ tổ quốc trên đỉnh Kilimanjaro hùng vĩ, như một minh chứng về một đất nước Việt Nam năng động, phát triển, sẵn sàng hòa nhập với cộng đồng thế giới. Đừng quên gửi tin nhắn để cổ vũ cho họ theo cú pháp Everest dấu cách nội dung gửi đến tổng đài 1900 1718 hoặc 8383. Hãy thể hiện tinh thần Việt Nam bằng cách đồng hành và theo dõi chương trình truyền hình thực tế chinh phục đỉnh Everest, tinh thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20:20 từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và phát lại vào lúc 23:20 mỗi ngày trên kênh HTV9. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình ngày mai. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Sữa cao cấp Nestle Gold Active Protection với Lactobacillus Protectors như hiệp sĩ dũng mãnh giúp tăng cường hệ miễn dịch đẩy lùi vi khuẩn gây bệnh. Nestle Gold Active Protection, sợ gì vi khuẩn gây bệnh? Đa số trắng sạch thật, giá thật. Sài Gòn Tourist hân hạnh tài trợ và triển khai hành trình. Hải Chi xin chào quý khán giả của Huyền Bí Sông Hằng. Thưa quý khán giả, rời Hariwa, ngày hôm nay đoàn phim đã lên đường đến một vùng đất khác. Điểm dừng chân của ngày hôm nay là một làng quê yên tĩnh hiền hòa với những hình ảnh trái ngược nhau của những đẳng cấp khác nhau. Đó là những dinh thự nguy nga của một tiểu vương và những sinh hoạt đời thường của tầng lớp lao động bình dân. Nhưng dĩ nhiên, tập phim của ngày hôm nay cũng không thể thiếu những hình ảnh sinh hoạt đời thường bên bờ sông Hằng. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Những nẻo đường cát bụi luôn là môi trường chủ yếu trong hành trình tiếp cận sông Hằng của chúng tôi. Từ Hariwa tới Gamuk Seswa, dòng sông hoàn toàn chảy trong vùng đồng bằng phương Bắc. Trạm dừng chân lần này không phải là một thành phố nhộn nhịp mà sẽ là một vùng quê thanh vắng. Lâu đài của vị tiểu vương Văn Sinh rộng mở đón đoàn khách sau một ngày đường gian khổ. Chủ nhân của tòa lâu đài đã ngoài 90 tuổi, hiện đang sống ở Delhi, từng tham gia lãnh đạo đất nước trong 5 nhiệm kỳ quốc hội. Công trình kiến trúc kiểu pháo đài và lâu đài này rất nổi tiếng trong vùng, có từ năm 1730. Qua nhiều lần nâng cấp đã có được hình dáng như hôm nay, gồm hàng loạt hạng mục lớn nhỏ mang phong cách Ấn Âu đầy ấn tượng. Đây là vị hoàng tử 70 tuổi, con trai của tiểu vương. Ông cho biết lâu đài có 26 phòng khách sang trọng với hàng loạt công trình phụ, sân thể thao, vườn cảnh, khu đua ngựa v.v. Chỉ cần nhìn qua đại sảnh, ta có thể biết được đời sống vương giả cùng thú vui săn bắn của tầng lớp hoàng tộc ngày xưa. Thời thuộc địa, người Anh lập ra tới 500 tiểu quốc trên lục địa Ấn Độ để họ dễ cai trị. Cùng với nó là 500 tiểu vương và hàng loạt ông hoàng bà chúa sở hữu nhiều đất đai rộng lớn. Các đầu cọc còn ghi rõ năm săn được, kích thước thân hình con thú và tên người xạ thủ vinh quang. Từ những năm 1970, việc săn bắn đã bị cấm, kẻ săn trộm bị coi là đáng xấu hổ. Bộ sưu tập còn lại như để nhớ về một quá khứ huy hoàng mà thực ra chẳng vẻ vang gì, cả về phương diện xã hội, chính trị và nhân văn, bởi nó gắn liền với lịch sử xâm lược của người Anh. Nhà nước Ấn Độ đã có một cử chỉ bao dung đáng trân trọng là vẫn để cho họ tiếp tục sở hữu các lâu đài và một phần tài sản đáng kể. Hãy nghe lời kể của một vị hoàng tử trẻ tuổi, cháu nội của tiểu vương. Đây thật sự là một cái thành trì. Và cái chức năng của cái thành trì này hồi xưa đầu tiên là dành để bảo vệ cái lãnh thổ. Theo như ông ta thì có thể là được xây vào khoảng năm 1780. Và sau cái ngày mà Ấn Độ đã trở thành một cái quốc gia độc lập, một phần lớn đất đai của gia đình này đã do nhà nước quản lý, và bây giờ hiện tại thì gia đình này chỉ sở hữu được khoảng 150 hecta. Xung quanh đây cũng có rất nhiều những cái tiểu quốc thời xưa và nhiều cái gia đình hoàng tộc, họ cũng có được những cái sở hữu về những cái cơ ngơi như thế này. Kể
cái đêm lung linh huyền ảo này đã chinh phục được chúng tôi không phải vì ánh lửa bập bùng hay vì âm điệu réo rắt não nùng, mà chính là vì cái thông điệp vọng về từ những quá khứ xa xôi của một dân tộc vĩ đại. Xin được chia sẻ với cả tấm lòng, không chỉ về dĩ vãng mà cả hiện tại và tương lai của các bạn. Nghề làm gốm không có gì lạ, nhất là làm thủ công. Người thợ đang quay bánh đà để khỏi phải đạp bàn xoay. Người thợ lành nghề này không có một công cụ và tài sản nào đáng giá ngoài mảnh sân nhỏ, căn lều tồi tàn, vợ con và đôi bàn tay thật quý. Ở đây yếu tố điêu luyện được đặt lên trên hết, chẳng cần sáng tạo chút nào. Có lẽ đó cũng là một nguyên nhân của cái nghèo truyền kiếp. Sản phẩm họ làm ra chỉ có thể bán cho những người nghèo cùng đẳng cấp. Có khoảng 400 triệu người như vậy, họ đang sống qua ngày trong sự ái ngại của toàn xã hội. Nghề trồng mía phát triển ở khắp nơi, cây nhỏ nhưng trồng nhiều, nhờ vào diện tích bao la của đồng bằng sông Hằng. Nằm trong tình trạng ô nhiễm cao của đất nước, các lò đường thủ công không quan tâm nhiều đến điều kiện vệ sinh, nhưng sản phẩm vẫn tiêu thụ tốt. Cảnh tượng này rất giống với ngành chế biến thực phẩm thủ công ở nước ta. Người tiêu dùng hy vọng nhiều vào các biện pháp của nhà nước hơn là vào lương tâm của các nhà sản xuất. Nghề làm đường mía thủ công cũng vậy, sản phẩm làm ra không phải để bán cho giới thượng lưu trung lưu. Nhu cầu của hàng trăm triệu người nghèo đã giúp cho cái nghề thủ công có từ ngàn đời nay có thể sống sót bên cạnh các nhà máy đường hiện đại. Lại về với sông Hằng, lần chia tay gần đây nhất là ở bến Hariwa Thần Thánh. Thế là dòng nước đã thực hiện được một lộ trình dài tới 450 cây số. Vẫn là một bến nước thanh bình với bao hoạt động của dân cư thường ngày, nhưng nổi bật nhất vẫn là các nghi lễ tôn giáo. Lý do rất đơn giản, bởi đó là sông Hằng. Tất cả các bến lớn như bến sông có tới 4 cây cầu dài hàng cây số này chẳng hạn, đều được xây cất rất khang trang, hoành tráng, công phu, dài, rộng để phục vụ cho việc cầu nguyện cúng lễ. Mỗi bên sông như vậy đều có hàng loạt ngôi đền ấn giáo. Lang thang giữa cái đất nước khổng lồ cùng với thế giới của các vị thần luôn làm cho 1 tỷ dân cuồng nhiệt sùng bái. Chúng tôi thực sự có cảm giác như đang bồng bềnh trong một trạng thái thực hư. Dasso Group và Sài Gòn Tourist hân hạnh tài trợ chương trình này. Những bộ phim hấp dẫn ấn tượng, chương trình giáo dục bổ ích, chương trình thiếu nhi vui nhộn, chương trình ca nhạc đầy màu sắc hiện có bán tại cửa hàng trung tâm dịch vụ truyền hình đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 27-29 Quỳnh Thúc Kháng, quận 1, điện thoại 914-7538. Những ngày tiếp theo trên đất Ấn Độ rộng lớn, đoàn phim Huyền Bí Sông Hằng sẽ tiếp tục gửi về cho chúng ta những hình ảnh vô cùng thú vị. Tập phim tiếp theo sẽ được phát sóng vào lúc 21:15 ngày mai, thứ Tư ngày 26 tháng 12 năm 2007 trên kênh 7 HTV và phát lại vào lúc 23:30 trên kênh 9 HTV cùng ngày. Mời quý khán giả đón theo dõi. Thân mến chào tạm biệt. Cùng các em thiếu nhi thân mến,
khi sắc màu lung linh của những ngọn đèn neon rực sáng khắp đường phố, khi tiếng chuông vang đinh đon rộn rã mà như rót vào hồn, khi ngoài trời bản lãng rơi những bông tuyết trắng và đâu đâu cũng nhìn thấy những sắc màu xanh đỏ trắng quen thuộc, là lúc Giáng sinh đã đến, là lúc người lớn nhộn nhịp chuẩn bị những chiếc bánh kem, những món gà quen thuộc cho một đêm cả gia đình quây quần trong bữa ăn ấm cúng. Là lúc trẻ con mong muốn được gặp ông già Noel và được trải qua niềm hân hoan khi đưa tay nhận lấy những món quà như ý. Bộ phim Món quà Giáng sinh sẽ đem đến cho người xem đầy đủ những không khí của một ngày Giáng sinh trong một câu chuyện làm xúc động lòng người về tình cảm gia đình, về sự hy sinh và tha thứ. Cậu bé 7 tuổi Jacob và lời ước nguyện của em cho một món quà vào ngày Noel chính là cách đặt và giải quyết vấn đề cho chuyện phim. Đối với một cậu bé, điều ước hay gói quà xinh xắn bỗng nhiên không chỉ đơn giản là một niềm vui, một sự đáp ứng nhu cầu vật chất. Nó khiến cho những người lớn quanh em phải trăn trở và từ đó nhìn nhận lại chính mình. Jacob đã ước điều gì và mọi chuyện đã xảy ra theo cách nào? Nội dung phim sẽ có lời giải đáp. Chỉ biết là trong quá trình đi về phía yêu thương, về phía chân tình và những điều tốt đẹp, người ta không phải chỉ cần vượt qua trở ngại từ cuộc sống mà còn từ chính trái tim mình. Bây giờ mời quý khán giả và các em xem phim.